Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc diễn quá tốt trong Châu Sinh Như Cổ. Châu Sinh Như Cổ, phim truyền hình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nhất sinh nhất thể mỹ nhân cốt của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Khán giả mong đợi bấy lâu đã bất ngờ lên sóng vào ngày 18 tháng 8. Theo chúng tôi được biết, toàn bộ tiểu thuyết nhất sinh nhất thể mỹ nhân cốt được chia thành hai phần cổ đại và hiện tại. Đến với bản cổ đại Châu Sinh Như Cổ lần này, phim xoay quanh câu chuyện về Châu Sinh thần Nhậm Gia Luân, tiểu nam thần vương với chiến công hiển hách, một đời hy sinh vì quốc gia. Tác phong cẩn trọng, khiêm tốn làm người và Thôi Thời Nghi Bạch Lộc, con gái độc nhất của danh môn Thôi thị, là thái tử phi tương lai, thiện lương, khả ái, thông minh hơn người, được trưởng bối trong nhà đưa tới vương phủ học nghệ. Vô duyên ở kiếp trước, cả hai cùng nhau viết nên câu chuyện lay động lòng người ở kiếp sau trong bộ phim Một Đời Một Kiếp bản hiện đại. Những tập đầu tiên của Châu Sinh Như Cổ đã lên sóng và hoàn toàn chinh phục được khán giả bằng nội diễn xuất sắc tay cùng phản ứng hóa học cực tốt của dàn diễn viên chính. Hóa thân thành một tiểu nam thần vương chiến công hiển hách, chúng tôi đánh giá Nhậm Gia Luân đã thể hiện vô cùng xuất sắc sự anh tuấn, trung thành và quyết đoán của Châu Sinh Thần bằng hình ảnh oai phong lẫm liệt, dũng cảm giết địch trên chiến trường trong bộ chiến bào. Không phải nói điều chứ chúng tôi cảm thấy rằng những từ ngữ hoa mỹ như phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, ôn nhu như ngọc cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp của Nhậm Gia Luân. Chúng tôi hy vọng anh chàng có thể quay nhiều phim cổ trang hơn nữa, thực sự không thể chê vào đâu được. Về phần Bạch Lộc thì chúng tôi thấy cô nàng đã cởi bỏ hoàn toàn phong cách độc đoán, huyên ngang, mạnh mẽ, nửa chính nửa tà trước đây để khoác lên mình sự dịu dàng, đoan trang, khôn khéo mà một cô gái nhà danh môn nên có. Chúng tôi thật không thể ngờ cô nàng có thể lột tả một mặt nhu tình đến vậy. Cả hai đều là trai xinh gái đẹp trong giới giải trí hiện nay, bất luận là nhan sắc hay khoảng cách chiều cao đều xứng đôi. Bởi thế nên dạo một vòng đao ban cho đến các trang mạng xã hội của Trung thì chúng tôi thấy rất nhiều bạn trẻ nhắc đến bộ phim Châu Sinh Như Cổ. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài phản ứng của khán giả Trung về bộ phim này. Phong cách bối cảnh được xây dựng đẹp vô cùng, Gia Luân điển trai, Bạch Lộc xinh gái, dù đã biết trước kết cục nhưng tôi vẫn nghiền không chịu nổi. Cổ trang hiện đại kết hợp trước ngược sau ngọt, hình tượng nhân vật được xây dựng vô cùng thu hút, lại có Mặc Bảo đích thân ra trận thì tình tiết cũng được bảo chứng. Ekip chế tác dụng tâm, khả năng diễn xuất của Nhậm Gia Luân cực tốt, ai có thể từ chối tạo hình cổ trang của Nhậm Gia Luân cơ chứ? Khả năng diễn xuất của dàn diễn viên đều rất tốt, trang phục đạo cụ tinh tế, tin chắc phim sẽ thành công. Khả năng diễn xuất của dàn diễn viên chính rất tốt, giá trị nhan sắc cũng cao, tình tiết hay, đáng để xem. Lâu lắm mới được xem một bộ phim hay đến thế này, mong đợi những tập tiếp theo. Vậy bạn có suy nghĩ như thế nào về lần kết hợp này của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc? Hãy comment ý kiến của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.